Như vậy là tiếng còi để bắt đầu cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 20 của giải vô địch quốc gia V-League 2023-2024 đã chính thức vang lên. Không phải là Luis Antonio dứt điểm mà là một đường chuyền của Đinh Viết Tú. Đây là trận đấu mà Đinh Viết Tú không chơi trung vệ mà được trả về vị trí hậu vệ cánh phải, nơi mà anh đã chơi rất nhiều trận trong chặng đường đã qua của mùa giải này. Quả penalty được xác định, lợi thế cho Đông Á Thanh Hóa. Antonio! 1-0 dành cho Đông Á Thanh Hóa với một quả đá phạt đền cực kỳ lạnh lùng của Luis Antonio. Bàn thắng thứ 7 của Luis Antonio ở V-League 2023-2024. Tager, một bóng thông minh, đó là pha chạm bóng của Văn Quyết, còn bên phía cánh phải là Hải Long. Chân trái rất nguy hiểm, bóng đã liếm mét phải khung thành của thủ môn Xuân Hoàng. Pha xử lý quyết đoán và có thể nói là rất quyết đoán của Hải Long. Tình huống phát triển bóng cực kỳ ấn tượng tới từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Di Mario phía trong, Antonio đường chuyền, làm gì? Di Mario, bóng lại dội cột dọc. 31 phút thi đấu, mỗi bên có một tình huống sút trúng cột dọc khung thành đối thủ. Đứng trước bóng đang là Văn Quyết, sút ngay vào. Một khoảnh khắc cho thấy đẳng cấp ngôi sao Văn Quyết lên tiếng. Đây mới là mùa giải thứ 2 và là năm thứ 2 mà như đây một cơ hội dành cho Hà Nội. Như vậy là bóng đã đi ra ngoài chứ không phải là một bàn thắng dành cho đội bóng thủ đô. Danny đánh hay, rất nguy hiểm. Đó chính xác là cú đá của Hải Long. Trước đó chúng ta cũng đã thấy manh nha Hải Long xuất hiện trong khá nhiều những tình huống tấn công của câu lạc bộ Hà Nội ở hiệp 2. Tuấn Hải đánh đầu, cú đá tiếp theo. Vẫn là một cái tên quen thuộc, Nguyễn Văn Quyết, đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã nâng tỷ số lên 2-1. Khá hợp lý. Qua người, bên trong có Di Mario. Đường chuyền của Lâm Ti Phong. Pha lên bóng có thể nói là rất đẹp của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Người đã tiếp cận với thời cơ là Doãn Ngọc Tân. Và đúng lúc này tiếng còi để khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã chính thức vang lên. Đội chủ nhà đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng của mình với chiến thắng 2-1 trước đại diện của đội bóng xứ Thanh.